Alo, hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn đến với top những thủ môn mà lương năm, tức là lương thấp nhất, chất lượng nhất FIFA Online 4. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với mùa Tournament Best. Ở mùa Tournament Best thì thủ ngôn chất lượng nhất có mức lương năm giá rẻ, đó chính là Ua Zoho. Chúng ta cùng đi xem. Đây là một cầu thủ rất trẻ, sinh năm 1998, quốc tịch Nigeria. Anh có chiều cao là 1m96cm, nặng 80kg, hai chân thuận 3 năm và một sao kỹ thuật. Khi chúng ta vừa đập Uzoho lên cộng 8, các bạn thấy sẽ thấy chỉ số của anh rất là xanh mướt. Với mức thiệt cộng 1 chỉ là 68 và chúng ta hoàn toàn có thể đập được Uzoho lên cộng cao. Và tôi đã trải nghiệm Uzoho thì thấy anh là một thủ môn có khả năng bắt bóng rất là tốt, khả năng phát bóng bằng tay hay bằng chân đều tốt, khả năng ra vào và chống bóng bổng cực kỳ tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai này thì sẽ thuộc về Paris Saint-Germain. Với vị trí của Siboit. Siboit là thủ ngôn dự bị của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Anh có chiều cao là 1m92, nặng 82kg và hai chân thuận là trái 3 và phải 5. Anh cũng là một tài năng trẻ và sinh năm 98. Ở mức thiệt cộng 1 thì anh chỉ có 69. Và khi đọc lên 8 thì các bạn thấy là chỉ số của anh xanh mướt. Đây là một thủ ngôn cũng rất đáng để các bạn trải nghiệm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mùa giải hiện tại. Ở mùa giải hiện tại thì các bạn đều biết rằng là có những thủ ngôn nổi bật mà lương rẻ nhất là lương năm. Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về thủ ngôn này, Tatarusanu là cầu thủ của bóng đá người Romani. Ở mức thiệt cộng 1 mà giải hiện tại thì chỉ số chung của anh là 74, cao 1m96, 86kg, chân thuận là trái 3 và phải 5. Anh có chỉ số ẩn, đó là có khả năng đấm bóng tốt và lao ra khi tạt bóng mà giữ vị trí trong khung gỗ. Khi đập lên mức thiệt cộng 5 thì chúng ta thấy chỉ số của Tatarusanu bắt tương đối tốt rồi. Khi đập lên cộng 8, các bạn thấy chỉ số rất là đẹp, đặc biệt là đổ người và phản xạ. Như vậy điểm mạnh của Tatarusanu chính là khả năng phản xạ tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ đi với tới thủ ngôn tiếp theo ở mức lương 5 và bắt tương đối tốt. Thủ ngôn này chính là Popper thì là thủ ngôn người Anh. Anh sinh năm 92, chiều cao của anh hiện tại là 2m76kg. Popper thì được rất nhiều các huấn luyện viên sử dụng, tại vì mức thiệt cộng 1 của anh chỉ số chung chỉ 72, rất dễ đập lên cộng 5 hoặc là cộng 8. Tiếp theo chúng ta đến với một thủ ngôn mà cũng được rất nhiều
các bạn sử dụng ở mức lương 5. Đó chính là thủ môn Begovic. Thì Begovic có chiều cao là 1m99 và chỉ số chung là 72 ở vị trí GK. Thì anh có chỉ số ẩn đó là thủ môn có khuynh hướng lao ra cản tạt bóng. Khi đập lên mức thiện cộng 5 thì chỉ số của anh tương đối là tốt, đặc biệt ở vị trí đổ người và bắt bóng. Vậy điểm mạnh của Begovic chính là bắt bóng. Đây là thủ môn người Bosnia Herzegovina. Tiếp theo một thủ môn mà đã được nhà vô địch FIFA World Rally 4 Việt Nam vừa rồi sử dụng, đó chính là Esse. Đây là thủ môn người Đức. Hiện anh đang thi đấu câu lạc bộ Hannover 96. Anh có chiều cao là 1m98, nặng 97 kg, thể hình trung bình và chân thuận là 3-5, trái 3 phải 5. Thủ môn này có 1 sao kỹ thuật và chỉ số ẩn của anh là thủ môn có thể tham gia tấn công khi có phạt góc và thủ môn có khả năng ném bóng xa. Như vậy khi sử dụng Esse ở vị trí thủ môn thì các bạn có thể có lợi thế rất lớn trong các tình huống ném bóng lên cho cầu thủ tấn công của mình, phát động tấn công chớp nhoáng. Đây là thủ môn mà đã được nhà vô địch FIFA Online 4 Việt Nam vừa rồi của chúng ta sử dụng. Khi đập lên mức thiện cộng 8 thì chỉ số của Esse là rất tốt. Đây là một trong những thủ môn mà tôi đánh giá rất cao, với mức lương thấp nhất là 5 và cùng với các chỉ số ẩn tốt cho một vị trí thủ môn cũng như thể hình lý tưởng thì Esse là một sự lựa chọn rất lý tưởng dành cho các huấn luyện viên, đặc biệt là trong thời buổi mà các ngôi sao tấn công mức lương cao của các mùa thi đấu ra mắt rất nhiều. Và đặc biệt là Esse chỉ số chung của anh chỉ là 67 và khi rất dễ để đập lên cộng cao, và khi đập lên cộng 8 thì chỉ số mới chỉ là 82 và khi đập lên cộng 10 thì là 91, rất đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mùa giải mới. Đây là một mùa giải mà có sự xuất hiện của những thủ môn trẻ, tức là những thủ môn mà đã được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá thế giới trong các năm. Thì top đầu tiên chúng ta sẽ đến với thủ môn Pilo, là thủ môn người Hà Lan. Anh sinh năm 1998, chiều cao là 1m9. Ở mức thiện cộng 1 thì anh có chỉ số chung là 70 và khi đập lên cộng 5 các bạn thấy là đã xuất hiện những chỉ số xanh. Anh mạnh nhất là ở khả năng đổ người, khả năng phát bóng và khả năng phản xạ. Khi đập lên cộng 8 thì chúng ta xem chỉ số của anh là như nào, rất tuyệt vời. Đây là một thủ môn rất đáng để cho chúng ta trải nghiệm. Và đối với một số huấn luyện viên đã trải nghiệm thủ môn này rồi thì tôi thấy đánh giá của các huấn luyện viên đấy tương đối là hài lòng. Tiếp theo chúng ta có thể tham khảo L. Zidane. Đây là con trai của huyền thoại bóng đá người Pháp, Zinedine Zidane.
Anh cũng sinh năm 1998 và có chiều cao là 1m83. Điểm mạnh của Zidane chính là khả năng đổ người và bắt bóng, cũng như khả năng phát bóng chọn vị trí và phản xạ tương đối tốt. Và ở mức thiện cộng 1 thì anh chỉ có số, chỉ số chung là 67, rất dễ để chúng ta đập lên. Trên đây là những thủ môn mà với mức lương rẻ nhất, mức lương 5, và đáng để chúng ta trải nghiệm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và hãy like, share và đăng ký kênh nhé.